phun nguyên liệu bề đầy nhà thích chưa? Cốt này tặng nguyên liệu tình tú nhé. Gòn luôn tha hơ hà hà hơ. Cốt này tặng cho anh em Ngọc Nam. Cốt này tặng trứng Tết nha. Có đầy đủ nâng cấp mề đay, chế tạo mề đay đủ hết nhé anh em. Mé nguyên liệu cất dương rồi nét quà phúc này nha. Tất nhiên một con xe vờ xịn như này thì cũng phải có chế tạo và nâng cấp đồ tinh tú rồi. Vãi đen thế là cùng.